Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và đây là video thứ hai. Video thứ hai của chiều ngày hôm nay. Ở trong đây bây giờ người ta đang rải lúa cho chim nang, rất là nhiều chim. Và có một điều rất là kỳ lạ là đường vô các cái tượng Phật là người ta mở ra hết anh chị. Trong đây có còn hai bức tượng, hai ngôi mộ nữa. Trong đây còn hai ngôi mộ em bé nè. Trước mặt chúng ta là còn hai ngôi mộ em bé nè. Và có một sự trùng hợp rằng là ở trong nghĩa trang này, những nơi nào có tượng Phật là họ sẽ mở con đường đi vào. Và em mới hỏi một chú thì chú nói sắp tới thì người ta cũng sẽ di dời những cái tượng này để qua bên cái khu nhà lưu giữ cho cốt tạm thời anh chị ạ. Đây có một loài bông rất là lạ anh chị nè. Ô, cái loài bông này lạ anh chị. Lần đầu tiên thấy bông này nè anh chị. Lần đầu tiên thấy bông này luôn á nha. Lần đầu tiên luôn á nè. Cái bông này nó rất là lần đầu tiên luôn nè anh chị. Em nhìn gần xíu này nha. Bông này tên bông gì anh chị biết không? À có một cái bông nó bị rụng rồi, đâu ta? À nó có một màu xanh nữa. À màu xanh là của cây này. Màu xanh là của cây này nè. Đây là màu tím đúng không? Nó có một cái màu xanh. Đây là màu xanh màu của cây này anh chị. Màu xanh là màu của cây này nè. Màu xanh là của cây này ta. À cây leo. Còn màu tím là của cây này. Trong này có cây dâu tầm nữa nè anh chị. Cây dâu tầm nè ha. Đó, cây dâu tầm nè. Ồ, cái bông này trong đây nhiều. À, cây thua lô vẫn còn trong đây không nè. Cây thua lô nè anh chị. Có cái trái nó chín nè, bứt cái trái này nha. Trái này nó sắp rụng rồi nè. Đây nè anh chị. Đây tượng Phật anh chị ha. Ngày xưa đây là một cái nhân ngôi nhà. Và đây là một cái nghĩa trang có tên là nghĩa trang Thanh Hóa. Đây là bên cạnh lò thiêu anh chị nha. Bây giờ mình cùng đi qua giai đoạn 2. Giai đoạn 2 thì bốc nhiều lắm đúng rồi anh chị. Bây giờ mình sẽ đi vào trong giai đoạn 2 nha. Không có đường thôi mình đi xuống này luôn đi. Ê chà. Ui. Ê chà quá phê luôn. Sắp mưa anh chị ở tranh thủ đi, trời mưa. Con đường tăng kỳ tăng quý nha anh chị. Giai đoạn 2 thì người ta bốc một bên là gần hết rồi anh chị. Giai đoạn 2 bốc là 4.600 mộ mà người ta bốc một bên là gần hết rồi. Còn bên này thôi nè. Bên này thôi. Đó, bên này là sát ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa. Và bên khu này thì người ta bốc nhiều lắm rồi. Nếu mà đi ngoài con đường Tăng Kỳ Tân Quý nhìn vào thì thấy người ta bốc xong người ta ban đất luôn rồi anh chị. Thì em mới bất ngờ mới biết thôi chứ có trước đó không biết đâu. Trong khu này bốc nhiều lắm rồi nè anh chị. Đây, trong khu này thì còn lại một vài ngôi mộ là mộ có thân nhân, mộ có người thân. Và một ngày đẹp trời người ta sẽ coi ngày tháng ta tới ta bốc sâu. Còn lại những ngôi mộ nào mà không có người thân tới đăng ký là người ta đã bốc đi hết rồi. Trong khu này nè chị ơi, bốc đi hết rồi. Chỉ còn những ngôi mộ là ô trời mưa nè, chim nhiều quá. Đây anh chị, họ chở rác vào tới đây họ đổ luôn mới ghê chứ. Những ngôi mộ giăng dây nè anh chị. Những cái mộ giăng dây mà ghi số đỏ bên trên là những ngôi mộ sẽ được bóc, sẽ được người thân tới bóc đi.
Ồ, khu này bốc gọi là bốc trắng luôn rồi nè anh chị. Đây, họ bốc xong rồi họ cho xe ủi tới bang luôn rồi, nhưng mà cây cối thì người ta chưa cho người tới chặt. Cây cối là họ chưa cho chặt đi, còn để nguyên luôn. Không phải để nguyên mà cũng cho chặt một số ít rồi, còn lại những cái cây mà ít giá trị á thì mới chưa có người tới chặt thôi. Bên đây là nghĩa trang Bắc Việt. Bắc Việt thì cũng đã được bốc đi hết rồi. Nghĩa trang Bắc Việt anh chị nha. Bên ngoài kia là con đường Bình Long. Ở ngoài kia là con đường Bình Long nha. Rồi, cái khu này thuộc giai đoạn 2. Giai đoạn 2 thì bốc 4.600 mộ, thì người ta đã bốc hơn một nửa rồi. Từ con đường Bình Long, bên ngoài kia là góc Bình Long và Tân Kỳ Tân Quý, họ bốc hết rồi. Chỉ còn một vài ngôi mộ là còn dăng dây, là những ngôi mộ có người thân tới bốc đi sau này. Và giai đoạn 3 thì họ sẽ xây hai cái trường học. Năm 2025 sẽ xây hai trường học trên giai đoạn 3 của nghĩa trang Bình Hòa anh chị. Mà rất tiếc là không xây cấp 1, không xây cấp 3. Trong khi trường cấp 3 bây giờ đang thiếu, rất là thiếu luôn. Phải vào trường tư để học. Dù cháu em học nè, cháu em phải đi, cháu em ở khu này mà do rớt nguyện vọng 1 phải đi học nguyện vọng 2 trường cấp 3 ngay bệnh viện Nhi Đồng 2 anh chị, hướng về tỉnh miền Tây. Đi khoảng, nếu mà ước chừng một tháng thì khoảng 3 triệu tiền xe ôm đi học anh chị. Cho nên chị em nói thôi, cho học trường tư luôn, chứ học trường công, học trường công mà đi khoảng một tháng 3 triệu tiền xe ôm chịu không nổi. Còn học trường tư thì một học phí không thì một tháng 3 triệu, chưa tính cái nhiều khoản khác. Coi như một đứa đi học là mắc một khoản lương của chị em rồi. Ở thành phố thiếu, rất là thiếu trường cấp 3 luôn. Nhưng mà khi xây dựng trên nghĩa trang này, người ta tiếp tục không xây dựng trường cấp 3 ở đây. Không xây dựng trường cấp 3, trường cấp 1, cấp 2 rất là nhiều rồi. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục xây dựng trường cấp 1, cấp 2 ở đây. Rất tiếc là không có trường cấp 3 ở trên nghĩa trang Bình Hưng Hòa này. Và hiện nay có một cái trường cấp 3 đang xây là ngay chỗ đường Tên Lửa anh chị. Nhưng mà em thấy rằng trường cấp 3 đang còn thiếu rất là nhiều. Khổ lắm anh chị. Bạn bè em hoặc là các anh chị các bạn phải cho con học trường tư. Trường tư một tháng có khi lên tới 10 triệu ăn ở luôn anh chị nha. Và cuối tuần thì mấy bé về còn học thêm anh văn bên ngoài, là một tháng tới 11, 12 triệu một tháng. Rồi, đây là giai đoạn 2 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Người ta đang rất tiếc là không biết tại sao họ không cho chặt cây này đi nè anh chị nè. Cái cây này người ta không cho chặt đi mà ta vẫn để nguyên, thì lý do gì mình không biết được. Rồi ok, bây giờ mình cùng đi ra bên khu kia anh chị nha. Các cái con đường này đã bị chặn hết rồi. Các con đường này bị chặn hết rồi anh chị. Đây nghĩa trang Bắc Việt. Đó là trường cấp 3 thì đang rất thiếu, rất là thiếu anh chị nha. Mình nhìn các cái trường tư mình biết. Các cái trường tư mà bây giờ họ đã đi học rồi anh chị. Đã đi học rồi, và trường tư lớp cháu của em nói một lớp là 52 học sinh, sau này nó còn xếp lại nữa đó. Nhưng mà hiện nay đang đi học đây một lớp 52 học sinh anh chị. Đang thiếu, rất là thiếu trường học. Nhưng mà rất là tiếc rằng họ không xây dựng, họ không có ý định xây dựng trường cấp 3 trên đất của nghĩa trang, chỉ có trường cấp 1 và cấp 2 thôi. Cái khu này họ cũng ban anh chị, họ mới ban bữa sáng hay là hôm qua nè. Mình thấy dấu đất cỏ đâu còn tươi ở đây luôn.
trong kia là cái nhà đó anh chị thấy giăng tôn đó không, đó là nhà lưu giữ cái cốt, cái tro thôi anh chị. Tức là khi mà mình thiêu ra đó anh chị, sẽ có cái tro của mình nè, rồi cái tro của nguyên cái hòm đó, là cái tro của mình với cái tro của than củi đó, nó trộn chung với nhau. Họ sẽ lấy đi một phần thôi, còn một phần họ sẽ đưa về kia, họ lưu giữ trong kia. Nhưng mà cái kho nó đầy rồi, cái kho đầy rồi, bây giờ họ đưa về đâu thì không rõ nữa. Khi mình mang đi thiêu đó anh chị, chắc chắn rằng người ta sẽ không lấy hết cái tro cốt của mình đâu anh chị. Họ sẽ lấy một phần, còn một phần thì người ta sẽ mang đi bỏ. Bởi vì tro cốt mình khi thiêu rồi thì nó sẽ hòa tan với tro cốt của cái hòm. Cho nên là mình đâu thể nào biết lọc hết được đâu. Tất nhiên một phần cơ thể của mình sẽ nằm chung trong cái tro cốt của cái hòm, và cái tro cốt đó sẽ mang đưa đi đây. Và có người họ tới sinh, họ về họ trồng cây anh chị nha. Nhưng mà không biết cái ông chú ngày xưa ổng trồng cây đó, bây giờ ổng còn sống hay không. Không biết ổng còn sống hay không. Chứ lúc trước thì ông chú, có một ông chú ổng tới đồng sinh. Ông xin khi mà tới đây xin ông đãi. Bây giờ mình đi theo cái nhóm bắn chim đây. Người ta đãi chị, người ta đãi cái tro cốt đó, người ta lấy cái tro thôi. Còn lại xương đó, họ tự họ lấy xương họ mang về. Cái xương họ để lại. Cho chú đi theo với nha. Cho chú đi theo với, đi trước đi. Dạ. Cho chú đi theo với. Đây là giai đoạn 2 của nghĩa trang Bình Hòa anh chị nha. Giai đoạn 2 này anh chị. Đây giai đoạn 2 bóc hết luôn rồi nè. Chỉ còn một vài ngôi mộ có đăng ký là còn để lại thôi. Đó giai đoạn 2 này anh chị. Giai đoạn 2 tới đây hết rồi nha. Đây giai đoạn 2 tới đây là hết rồi nè. Đây giai đoạn 2, đắp giai đoạn 2 tới đây là hết rồi nè anh chị. Đây giai đoạn 2 tới đây hết nha anh chị. Tới đây là hết giai đoạn 2 nha. Bây giờ mình đi theo hai đứa bắn chim này. Ủa đâu rồi? Đây anh cho Kiết. Cái khu này thuộc giai đoạn 3 nè anh chị ơi. Giai đoạn 3. Ủa sao nó không bắn chim mà nó cứ chạy xe hoài vậy ta? Đây thuộc giai đoạn 3 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha anh chị. Đây thuộc giai đoạn 3 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa nè. Không biết trong đây thì họ đang mấy cái ông bóc mộ đó anh chị, ông đang ngồi nói chuyện với nhau. Cho nên lúc này trong này xe lúc nào cũng nhiều cả. Người ta đang nói chuyện với nhau. Cái khu này cỏ không biết có bị phun thuốc hay không mà thấy cỏ nó thì. Hả? Chú đi đâu? Giờ chú ra tới đây được rồi. Rồi cảm ơn nha em hai đứa rất nhiều nha. Không nè, đường nhỏ lắm đi không được đâu, chạy nó lại đi. Đường nhỏ lắm. Đi như mà thẳng nó kia. Anh em đi đâu? Bình Long đi đâu? Bà cô bà chuyên quét dọn cái khu này. Chạy chạy. Dạ cô. Dạ không, lâu lâu con trở lại đây con quay cái video ngắn. Dạ. Nếu mà cái mặt em bỏ khẩu trang ra thì cô nhớ em, chứ còn không thì cô không có nhớ. Do em cũng ngồi nói chuyện với cô nhiều lần rồi, nhưng mà do chắc mang khẩu trang đi xe máy cô không để ý.
À, trong đây bây giờ mình đi ra là giai đoạn 2. Mình đi ra khu giai đoạn 2 ngoài đây anh chị ơi. Đây thuộc giai đoạn 3 nha. Cái đoạn này thuộc giai đoạn 3 nè. Như vậy là họ bóc giai đoạn 2, họ bóc theo họ bóc cái góc Tân Kỳ Đồng Quý Bình Long bóc hết rồi, Bình Long bóc hết rồi, bây giờ họ còn cái khu trong này thôi. Cái khu mà sát Ủy ban Nhân dân. À đây đây đây. Ây chà, uy chà. Đây anh chị ơi, thuộc giai đoạn 2. Đây thuộc cái khu thuộc giai đoạn 2 nè anh chị. Đây. Cái đoạn này đâm thẳng á chị, đâm thẳng ra cái đoạn mình gặp hai đứa nhỏ khi nãy á. Đây, cái chỗ này đâm thẳng ra gặp hai đứa nhỏ khi nãy là thuộc giai đoạn 2. Anh chị nha. Từ đây giống vườn cái chỗ cái hồ nước, cái chỗ nãy mình gặp hai đứa nhỏ nói là cho chú đi theo với đó, đó thuộc giai đoạn 2. Đây, từ đó chạy về đây, chạy về thẳng cái chỗ hai đứa nhỏ đó là giai đoạn 2. Cái chỗ mà em nói là, cái chỗ em kể anh chị nghe là giai đoạn 2 đó, ranh giới giai đoạn 2, giai đoạn 3 đó. À, đi đây là nghĩa trang, có tên là nghĩa trang cán bộ anh chị. Nghĩa trang cán bộ nha, đây nè. Nghĩa trang cán bộ biết thuộc giai đoạn mấy nhưng mà bóc ít lắm. Đây là nghĩa trang cán bộ. Nghĩa trang này thì mới bóc được một vài cái mộ thôi. Và đây chính là công an ở phường Bình Hưng Hòa và Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa. Và bên đây thì thuộc giai đoạn 2 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Khu này thuộc giai đoạn 2, à, họ sẽ bóc bên kia, bóc lên đây anh chị, sẽ bóc